và xác minh, cơ quan công an xác định, Đặng Thị Yến sinh năm 1961, trú tại Thanh nhàn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này, sinh sống cùng và giúp sức cho Yến có Ngô Thị Dung, sinh năm 1970. Thủ đoạn của Yến rất tinh vi, không cất giấu ma túy tại chỗ mà chỉ đạo Dung thuê một căn hộ tập thể phố Lò Đúc phường Đống Mác quận Hai Bà Trưng để làm nơi cất dấu ma túy nhằm tránh sự giám sát phát hiện của các lực lượng chức năng. Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác minh Đối tượng cung cấp ma túy cho Yến là Nguyễn Ngọc Phi, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại Lương Tài, Bắc Ninh, hiện ở Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, giúp sức đắc lực cho Phi hoạt động buôn bán ma túy, còn có Phạm Thị Phương Lan, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Phi thường mua bán ma túy với số lượng lớn, là đầu mối cấp hàng cho nhiều đại lý bán ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc. Việc giao nhận ma túy với khách chủ yếu là do Lan thực hiện.